Hôm nay 20 tháng 8 là hạn chót nộp hồ sơ tuyển sinh đại học cao đẳng đợt 1 năm nay. Việc thay đổi điểm chuẩn cũng như là danh sách trúng tuyển vào phút chót đã gây không ít khó khăn cho thí sinh. Và việc thí sinh phải rút và nộp hồ sơ liên tục tại các trường đã khiến cho nhiều chuyên gia cho rằng thay đổi lớn trong công tác xét tuyển đại học năm nay đã không còn nhẹ nhàng và tiết kiệm như ngành giáo dục từng kỳ vọng. Tình trạng chen chúc rối ren tại khu vực xét tuyển ở các trường đại học cao đẳng là cảnh tượng thường trực trong những ngày này. Sau khi công bố điểm thi, cứ 3 ngày một lần, các trường phải công bố điểm chuẩn tạm thời và danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời dựa vào chỉ tiêu và số lượng hồ sơ nộp vào. Nhiều chuyên gia cho rằng việc rút và nộp hồ sơ liên tục khiến công tác xét tuyển năm nay không tiết kiệm như kỳ vọng. Về mặt chuyên môn mà nói thì khi mà gộp lại như vậy nó có những cái vấn đề như vậy, nhưng mà nói chung cái ý đồ là để gộp hai cái kỳ thi lại với nhau như vậy nó là một cái ý tốt để mà giảm cái chi phí cho gia đình, nhưng mà khi mà về mặt phương thức cách thức tổ chức thực hiện thì nó lại không đạt được cái mục tiêu, tức là cái ý đồ mong muốn là giảm chi phí. Bởi vì khi mà các em phải mỗi lần chỉ nộp được một trường, nộp điểm vào một trường và đợi 3 ngày sau có kết quả thì mới được hay không được thì mới rút ra để nộp trường khác, thì cái chi phí giao dịch nó là bị tăng lên, tức là các em cứ phải chờ đợi, phải đợi nộp trường này chạy qua, phải rút hồ sơ trực tiếp và đi nộp trực tiếp ở một trường khác. Trong khi cái để giải quyết vấn đề này thì có thể nếu mà cái việc mà đăng ký học đại học, đăng ký xét tuyển các trường được làm online và các em có thể nộp điểm online thì có thể giải quyết được cái mà giảm chi phí giao dịch trong cái đăng ký xét tuyển đại học. Mặt khác, vào những ngày cận kề thời hạn nộp hồ sơ, các thí sinh điểm cao mới nộp hồ sơ đăng tuyển, khiến điểm chuẩn một số trường và một số ngành bị đẩy lên cao kỷ lục, đặc biệt là ở trường thuộc hàng top. Trong khi đó, tại các trường và các ngành tầm trung, đặc biệt là các trường cao đẳng, số lượng thí sinh nộp hồ sơ vẫn không đạt chỉ tiêu. 5 giờ chiều ngày hôm nay là hạn cuối nộp hồ sơ. Có tình trạng nhiều ngành điểm chuẩn đã nhích lên chỉ có 0,25%, nhưng cũng đủ khiến rất nhiều thí sinh có điểm thi ngang với điểm chuẩn trước đó đã rớt nguyện vọng 1. Chậm nhất đến ngày 25 tháng 8, các trường phải chốt điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 và có thể bắt đầu tuyển đợt 2 với điểm chuẩn bằng hoặc cao hơn.